nhắc đến chị Hạnh Hà thì em sẽ luôn nghĩ đến hai từ, đấy là nhiệt huyết. Chị Hà là một người luôn tràn đầy năng lượng và luôn vui vẻ. Đối với em, chị Hà là cô bé thích hát ca, yêu đời và xinh nhé. Trải qua một hai thập niên, chị có ra đi không? Nhìn qua chị như nàng tiên, ai cũng đoán chưa chồng. Chị Phạm Tuyết Hạnh Hà, trưởng phòng công tác sinh viên Đại học FPT năm 2018, Tân Á Hậu 2 FPT tổ chức thành công 7 cuộc thi lớn, thu hút 179 đội tuyển với gần 1.000 sinh viên tham gia, đồng thời hỗ trợ tổ chức thành công 6 cuộc thi sinh viên cấp quốc gia và khu vực, góp vào thành tích cao của sinh viên FPT. Trưởng phòng công tác sinh viên Đại học FPT còn tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ với 129 doanh nghiệp trong năm 2018 để phối hợp triển khai các hoạt động thực tập, giới thiệu việc làm, ngày hội việc làm, sự kiện hướng nghiệp cho sinh viên, góp phần nâng tỷ lệ việc làm của sinh viên FPT lên hơn 96%. Em nghĩ là tại sao chị Hải được yêu quý thì tại vì là chị rất là gần gũi và thân thiện với các sinh viên, lúc nào cũng vui vẻ và hòa đồng. Thời thầy cô yêu dấu mãi ghi lời, thời sinh viên chờ đón những nụ cười. Welcome FPT.